Đại diện Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an vừa thông tin một số hướng dẫn cũng như những lưu ý quan trọng tới người dân có nhu cầu tham gia đấu giá biển số ô tô trực tuyến. Theo Cục Cảnh sát Giao thông, từ 15 đến 20 tháng 8, phiên đấu giá biển số ô tô lần thứ nhất sẽ diễn ra trực tuyến tại địa chỉ website http://dgbs.vba.com.vn. Dự kiến sẽ có hơn 153.000 biển số ô tô của 63 tỉnh thành đưa ra đấu giá phiên thứ nhất. Sau khi đăng ký tài khoản thành công làm theo hướng dẫn, người dân có thể lựa chọn biển số ô tô theo các tùy chọn trên trang thông tin đấu giá trực tuyến như tỉnh, thành phố, loại xe, dãy số mong muốn.